Ngày 12 tháng 4, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hà Nội xác nhận với Tuổi Trẻ Online về việc cơ quan công an đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh. Liên tục từ ngày 9 tháng 4, tổ công tác của cơ quan điều tra đã làm việc với bệnh viện. Bên cạnh đó, tổ công tác đã thu thập tài liệu xác minh của công an. Được biết, cơ quan điều tra xác minh vụ liên quan đến công tác thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư y tế, thực hiện các đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập. Cơ quan điều tra đã đề nghị Bệnh viện Tim Hà Nội cung cấp tài liệu liên quan quy chế hoạt động làm việc, quy chế thu chi tài chính của đơn vị này. Bệnh viện Tim Hà Nội cũng được yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và quá trình thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015 đến nay. Bệnh viện Tim Hà Nội nằm trong số ít bệnh viện địa phương được xếp vào nhóm bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của cả nước với nhiều kỹ thuật được đánh giá cao như mổ tim hở, can thiệp tim mạch.